Suy niệm lời Chúa thứ tư tuần thứ nhất thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem đến cho người mọi kẻ ốm đau và bị quỷ ám. Sáng sớm người đã dậy, ra đi một nơi hoang vắng và cầu nguyện. Rồi người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường và trừ quỷ. Suy niệm. Đức Giêsu đi vào giữa lòng biển khổ của nhân loại. Người chữa lành bệnh nhân, xua trừ ma quỷ. Dù ngày đã xế chiều, mặt trời đã lặn xuống, sứ mệnh cứu độ của Chúa Giêsu là giải thoát con người khỏi mọi đau khổ. Bên cạnh đó, Ngài còn giải thoát con người khỏi tội lỗi, để nối lại mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa. Vì thế, mặc dù sau một ngày bận bịu, mệt mỏi, ngay từ sáng sớm, Ngài đã thức dậy, đi vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Ngài kết hiệp trọn vẹn với Chúa Cha, trong khi vẫn sống hết mình cho con người. Lẽ sống của Chúa Giêsu là kết hiệp với Chúa Cha và thực thi ý định của Ngài. Thế giới hôm nay vừa phải đối diện với đau khổ, chiến tranh, dịch bệnh, đồng thời cũng còn đói khát Thiên Chúa. Bạn được mời gọi góp phần xoa dịu những khổ đau của con người, đồng thời sống gắn bó mật thiết với Đức Kitô. Phục vụ và cầu nguyện có phải là nhịp điệu hai trong một không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta? Bạn có cảm thấy thiếu thốn khi dấn thân hoạt động phục vụ mà không cầu nguyện không? Sống lời Chúa hôm nay, tôi và bạn quyết tâm làm một việc phục vụ tha nhân và tối đến cùng với cả gia đình cầu nguyện và suy niệm lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhìn thấy Chúa hiện diện bên con qua muôn ngàn dáng vẻ. Xin cho con biết gặp gỡ Chúa khi cầu nguyện cũng như khi con dấn thân phục vụ anh em mình. Amen.